Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nóng Sài Gòn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh bị triệt hạ, bóng ma Thanh Trừng hiện ra. Thành phố Hồ Chí Minh chính là địa phương rất khó trị đối với những thế lực tại Hà Nội. Trước đây, để đánh vụ án Năm Cam thì Hà Nội không giao trách nhiệm cho ông Bùi Quốc Huy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó mà người ta giao cho ông Nguyễn Việt Thành, Thiếu tướng, Giám đốc Công an Tiền Giang làm trưởng ban chuyên án. Nguyên nhân là Công an Thành phố Hồ Chí Minh thời nào cũng thế, nó là thế lực bao che cho tội phạm có tổ chức ở ngay địa phương này. Nhiều quan chức trong ngành đã bị mua. Vụ án Năm Cam sau đó được khui ra như vụ án lớn chưa từng có và gần như những người đứng đầu của ngành Công an Thành phố Hồ Chí Minh khi đó đều có dính, trong đó có Giám đốc Công an thành phố Bùi Quốc Huy. Đây là hình ảnh đang có Thanh Trừng trong Đảng ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng được cho là đang làm cho những vụ án lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đã có ông Nguyễn Văn Nên quản lý và thực hiện nhiệm vụ thanh trừng về mặt đảng cho ông Tổng Bí Thư. Và ông Tô Lâm là người thực thi bắt bớ và điều tra. Ông Tô Lâm thực hiện nhiệm vụ trừng phạt về mặt pháp luật. Từ khi ông Nguyễn Văn Nên về Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nên cho Công an thành phố tóm tất thành cang. Đối tượng này đáng lý ra phải thuộc về tay ông Tô Lâm, nhưng đó là ông Nguyễn Văn Nên cho ra tay trước để lập công. Và theo như thông tin chúng tôi có được, thì hiện nay việc điều Lê Thanh Hải từ tất thành cang rất khó khăn vì có nhiều tiêu cực trong cơ quan điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, họ đã bao che cho nhau. Có nhiều cá nhân không chỉ trong ngành công an mà nhiều ngành khác cũng là những người trưởng thành từ thời ông Lê Thanh Hải làm bí thư, họ có dấu hiệu bao che tội lỗi ác cho nhau, nên việc điều tra gần như rất khó với ông Lê Thanh Hải. Với vụ án Phạm Thịnh Phát, Bộ Công an là đơn vị thực hiện lệnh bắt và điều tra. Tuy nhiên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hỗ trợ. Nếu đơn vị hỗ trợ mà có dấu hiệu thông đồng hoặc bao che thì nó gây cản trở rất lớn cho đơn vị điều tra ở ngoài Bộ Công an. Trước khi Bộ cử lực lượng điều tra về địa phương thì điều cần thiết là phải dọn rác, nghĩa là phải dọn những đối tượng cản đường ngay trong bộ máy công an tại địa phương này. Việc ông Tô Lâm cử Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh cũng có ý dẹp những đối tượng cản đường của Công an đang điều tra những vụ án ở tỉnh này. Đây là hình ảnh Đại tá Nguyễn Đăng Nam, cũng là Dũng tướng. Ngày 27 tháng 10, ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo Đảng ủy thành phố cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 đối với Đại tá Nguyễn Đăng Nam, 45 tuổi, cựu trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02. Ông này bị xác định là vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật. Có thể nói ông Nam là một dũng tướng ngành công an, tựa như ông Đinh Văn Nơi vậy, cũng gần tuổi nhau và cũng có nhiều chiến công lớn. Ông Nam nổi tiếng đã chỉ huy phá vụ án khủng bố đặt bom trụ sở công an phường, hay trong các vụ trọng án gây hoang mang dư luận như 5 người trong gia đình ở Bình Tân bị giết, 2 hiệp sĩ đường phố bị sát hại, 3 người bị chém, bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ thuê giang hồ truy sát, và lần đầu tiên xử lý hình sự chủ vũ trường ở Sài Gòn, vân vân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên nhận lệnh từ ông Tổng Bí Thư nên mạnh tay với quan chức của thành phố. Trong ngành công an, ai mà gan lì vào sinh ra tử lập nhiều chiến công thì lên chức rất nhanh. Tuy nhiên, dù lên cao thế nào thì thường các tướng tá công an chỉ là công cụ chính trị cho những tay cáo già mà thôi. Ngay cả người đứng đầu ngành công an đầy quyền uy như ông Tô Lâm cũng chỉ là công cụ trong Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Không biết sau khi triệt hạ ông Nguyễn Đăng Nam rồi thì ông Nên sẽ triệt hạ ai tiếp nữa. Những vụ án lớn như vụ án Năm Cam hay vụ án Vạn Thịnh Phát thì thường có rất nhiều lực cản từ bên trong của bộ máy. Ông Nên sẽ lọc như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phùng Xuân Nhạ đang tiến sát tới cửa nhà lao, chạy bằng cách nào? Hiện nay có hai nhân vật lớn đang bị đẩy ra khỏi khu vực chờ sổ khám, đó là ông Nguyễn Thành Phong, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Phong chờ sổ khám ở ghế Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương,
còn ông Phùng Xuân Nhạ thì chờ ghế Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ được cho rằng đang chuẩn bị vào khám. Khi ông Nguyễn Thành Phong bị đẩy ra khỏi chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì xem như sự nghiệp chính trị của ông kết thúc. Còn khi ông bị đẩy ra khỏi ghế Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương thì số phận của ông gần nhà lao hơn bao giờ hết. Nếu may mắn, ông được về nhà với vợ con, nếu không may mắn thì vào tù như ông Nguyễn Đức Chung. Tương tự như vậy, ông Phùng Xuân Nhạ sau gần 2 năm ngồi chiếc ghế dự bị để sổ khám, giờ đến lúc ông Trọng đẩy ông Nhạ ra khỏi ghế chờ. Ông Nhạ hiện nay đang đối mặt với nguy cơ bị bắt vào tù như Nguyễn Thành Long hay Chu Ngọc Anh là rất cao. Có thể nói Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nát bét từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm bộ trưởng cho đến bây giờ. Nhưng ông Nhạ lại còn bị các ông khác thì hạ cánh an toàn, nhưng ông Nhạ thì không được như vậy. Hôm 24 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư của Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021, và ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi ông Nhạ bị đưa ra khỏi chiếc ghế Phó trưởng Ban Tuyên giáo thì đấy là dấu hiệu ngày phán xét cuối cùng đang đến gần với ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cửa nhà tù chưa bao giờ gần với nhà ông Phùng Xuân Nhạ đến như thế. Đây cũng chính là lúc mà ông Nhạ đang lo chạy trọt như thế nào để cho thoát thân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể đang rất hiểu ông Tổng Trọng. Con người của ông Nguyễn Phú Trọng muốn mọi người phải tung hô ông ấy. Với dân thì ông Trọng cần phải tung hô ông là người liêm khiết nhất, là người chống tiêu cực mạnh nhất. Với quan chức cấp cao thì ông Tổng muốn họ thừa nhận uy quyền tuyệt đối của ông. Với những quan chức thất sủng thì lời ăn năn và xin ông Tổng tha thứ là cách hay nhất đánh vào cái tôi của ông Tổng nhằm mục đích được giảm nhẹ hình phạt. Rất nhiều quan chức khi ngồi tù thì mới bù lu bù loa xin ông Tổng tha tội. Những người như thế có thể kể ra như Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, v.v. Các quan chức cấp cao, họ đều hiểu tâm lý của ông Tổng Bí Thư và đánh vào đấy để hỏng được ông xử nhẹ tay. Tuy nhiên, các ông ngồi tù khi ra tòa mới ăn năn với ông Trọng thì xem ra đã quá muộn. Mới đây, cụ thể là vào ngày 21 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thể bị cho bay chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhưng vẫn lên tiếng cảm ơn ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã xem xét hoàn cảnh, điều kiện cá nhân và bố trí công việc mới cho ông. Thực ra, ông Nguyễn Văn Thể thừa biết ông Trọng đã đá văng chức bất kỳ của ai và ông bố trí công việc mới mà nhiều người hay nói đùa là ngồi ghế dự bị cho đến khi bị bắt vào tù. Ông Đinh La Thăng từng bị đưa vào Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương trước khi bị bắt vào trong nhà giam. Ông Nguyễn Thành Phong cũng như thế và ông Phùng Xuân Nhạ cũng không ngoài quy luật chung như vậy. Đây là hình ảnh liệu ông Phùng Xuân Nhạ sẽ làm gì để tránh được bị vào nhà giam. Có người thì cho rằng ông Trọng không cần tiền nên hốt núi tiền hối lộ ông đưa chưa chắc gì ông đã nhận. Ông Trọng không cần chức, không cần quyền nữa. Cái mà ông Trọng đang rất cần là sự thừa nhận của xã hội và sự thuần phục vô điều kiện của quan chức cấp thấp. Không biết ông Phùng Xuân Nhạ có thấy cách làm của Nguyễn Văn Thể là hay hay không? Lên tiếng năn nỉ ông Trọng, đấy là cách duy nhất hiện nay để tránh bị tống cổ vào nhà tù sau khi hết thời gian ngồi chờ đợi.